lấy cái hàng vào và đuộc về thủ công. Đây em bảo anh ta. Em mua thêm cái chậu đó nữa hả? Cái hàng cung máy thì nó sẽ dẻo, nhưng mà hàng cung máy là nó sẽ không đẹp được bằng này đâu. Coi, cô cầm cho con cái lươn hương đó. Cô giới thiệu giùm con cái này giá khoảng nhiêu cô? Cái này ạ, cái này đang là 9 triệu. Dạ, 9 triệu. Hàng nút thủ công khảm nhũ sắc này. Dạ. Rồi cho con quay cái chồng. Hàng cao cấp. Dạ. Hết trơn bộ này khoảng nhiêu cô? Bộ này đầy đủ hết tất cả phụ kiện nhé. Là 135 triệu. Dạ. Cái bộ này là 160 triệu. Dạ, 135, 160 nguyên bộ. Bây giờ đã học hai cái này và cái này là 4 triệu. Có thêm nhiều thế, cái này em báo rất thấp rồi. Có thêm mua giá sẽ khó, người ta mở hàng châu Âu. Em bảo hàng nhất. Không, mà mọi hồi là con cha con chọn cái này. Chọn cái đó đó. Nãy nói giá nhiều có bớt không? Bớt rồi, hai cái này là 40. Hai cái này là 40. Sáng ra là em rất là vui vẻ, ok. Ừ, mà mua cũng trái rồi. Hai cái trắng luôn hả? Hai cái là trắng luôn. Để sáng ra cái người đầu tiên đi. Đúng rồi, mình có hàng cho nhanh lẹ luôn. Cô cũng thích là mua nhanh, mua lẹ luôn. Em cũng mua nhanh, bán nhanh. Không có cầu kỳ. Cô cứ bán giá hủ nghị đi, rồi có gì con giới thiệu cho. Không à, đâu đâu phải rồi. Em quan trọng là cái hàng của em ấy là nó tiền nào của đấy nhá. Rồi, tiền nào của đấy. Còn đôi khi nếu như bán của mình chụp ảnh lấy cái mẫu này nhà em, nhưng mà đến lúc mua trên mạng thì nó sẽ báo rẻ hơn, nhưng mà không có hàng được như thế. Dạ, đúng rồi. Không được. Rồi bây giờ mình đóng gói ra giùm đi rồi. Đó là giùm. Phúc lộc thọ. Chú nói địa chỉ giùm con chú. Nói địa chỉ cơ sở của chú giùm con. À, cơ sở chú á? Dạ. Chú đang ở đây 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 không sao chú. Cơ sở của chú là 121 đường Cách Mạng tháng 8. Dạ. Phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Dạ, tên gì luôn chú? Tên đó Đinh Văn Đạt. Dạ dạ, rồi. Đinh Văn Đạt là con trai nhà cô. Dạ. Còn cả rát vàng nữa. Tên cơ sở là tên cơ gì á? Đồ Đồng Việt. À, Đồ Đồng Việt, đường Cách Mạng 8. Nhiều lắm, kho của em rất nhiều. Vậy là còn trên gác nữa hả cô? Đó, kho trên gác. Dạ. Để cháu quay cái hàng ở kia. Dạ. Quà tặng nha. Dạ. Cái đó là quà tặng mình mua đồ rồi tặng hả cô? Quà tặng hàng lưu niệm. Các bạn có thể liên hệ đến cái cửa hàng là Đồ Đồng Việt ở số 121 đường Cách Mạng 8, phường Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cũng sợ trên mạng thôi. Chứ hết Cần Thơ này con không biết chỗ nào chứ. Anh ở đâu? Ở Phong Điền. À, trong Phong Điền đó. Ôi, Phong Điền nó vui nhiều lắm. Dạ. Các ông ở trong Phong Điền, từ công đại gia cho đến các ông nhà lông. Phong Điền đại gia nhiều lắm chú ơi. Trong Phong Điền. À, vừa trong rồi sự kiện gì anh nhỉ? Trong Phong Điền thì mình vừa rồi có sự kiện gì? Có nghĩa là họ chở đi các cây sản phẩm không đều nhất cái cây. Có anh thấy họ treo ở trong ngàn năm. Rồi mình bịt lại bằng giấy hay không? Rồi bịt lại bằng giấy, mình quấn lại bằng giấy luôn hay gì? Cái đồ hồi nãy cô bán á, hồi nãy mình băng bằng giấy hay là bỏ vô bọc? Rồi bỏ vô thùng hả con? Cô phải quấn vào xong. Quấn nó vào và đi nó chảy xước á. Bán xong không phải bán xong là xong đâu. Bán xong phải không bảo anh. Như cái hàng kia là bảo anh vĩnh viễn á. Kia như các cô nữ giáp vàng, em giáp vàng kìa. Bảo anh. Bảo anh vĩnh viễn. Cái này bảo anh 30 năm nè. Dạ. Như cái hàng này thì bảo anh chứ. Bảo hành là xuống màu hay là sao con? Không, bảo hành là nó oxy. À. Phá nó bong chắc. Phá oxy hóa bong chắc gãy. Lứt vỡ. Còn như cái màu này thì dùng vĩnh viễn này. Các hàng thủ công là dùng vĩnh viễn màu luôn. Còn như các cái hàng máy này thì sau độ cháu lau chùi khô tốt độ 2 năm sau, 10 năm, 20 năm sau nó từ từ nó xuống hơi xuống rồi chứ nó không như cái loại xuống rồi mình đánh lại bình thường không con? Không phải đánh đâu, nó hơi xuống tí đâu. Còn như cái cả mẫu mẫu xưa kìa thì là hàng năm là phải mất tiền đi chùi. Dạ. Mẫu đấy không có bảo hành, nó rất rẻ nhưng không có bảo hành. Dạ. Tiền nào cũng đấy. Dạ. Còn các cái hàng này thì hàng nhà cô sản xuất ra như hàng Hà Giang là bảo anh 30 năm. Vậy là mình có sản xuất tại nhà luôn hả con? Sản xuất tại xưởng luôn. Vậy là xưởng cô ở đâu? Cô ở Bắc Ninh. À Bắc Ninh. Ở Bắc Ninh cũng có cơ sở. Anh em con cháu. Dạ, nhà cô nhiều cơ sở nhưng mỗi người bán một mảng. Chỉ có nhà cô là đa dạng. Dạ. Nhà cô thì đa dạng phong phú nhất cửa hàng nhà cô. Dạ, dạ. Bởi vì cô ở xa. Dạ. Đầu cô vô đây, vô Cần Thơ là năm mấy rồi cô? Cô được 3 năm. Dạ, mới có 3 năm hả? Dạ. Vậy là cái cơ sở này là 3 năm ở Cần Thơ. Lúc trước ở Bắc Ninh. Dạ. Dạ dạ. Có chanh là cẳng không cô hay là mình chanh đồng không à? Chanh cẳng á. Chanh đồng, chanh vàng. Chanh đồng, chanh vàng. Chuyên chanh đồng và chanh rất vàng. Có làm chanh cẳng không cô? Chanh gì? Cẳng á. Cẳng. Chanh teo á. Dạ, không chanh cẳng là mình làm một gỗ rồi cẳng là ngọc chai rồi á. Dạ. Cái đấy là chanh khám. Dạ. Còn cũng không có thì biết về mấy cái loại chanh lắm cho nên. Các ông đại gia ông giờ ông dùng chanh này nhiều này. Dạ. Ồ đẹp ha. Ở trong có đèn nữa. Các bưng này nhà cô mai ngày kia là cô đi bưng này đi. Dạ. Vậy là có chủ các đặt hết hả cô? Mỗi một ông biệt thự là phải lấy từ 3 đến 4 tấm. Dạ. Nào ít phải 2 tấm. Dạ. Ông ngày mai là đây 3 thùng hàng mới hạt ngoài kia đi mới bước này mới cái bước to đại. Dạ. Yeah. Quá đẹp. Đây là chanh đồng này. Đây là đồng rất vàng này. Nếu bước nào là đồng thì nó rẻ. À đồng rất vàng thiệt đó cô. Dạ 24. Vàng 4 số 9 luôn. 4 số 9 luôn. Rồi cái này là do là cái chủ đặt sao yêu cầu phải không cô? Hay là cô... Đây là nhà cô vào đây làm sẵn còn chủ khi khách vào cái nào ưng bước nào thì đấy. Còn nếu ở nhà không có bước nào thì theo mẫu của cháu. Cháu thích thiết kế mẫu nào cô cũng làm được. Chủ tập đoàn thép Tây Đô đi rồi nhá, đi bước lớn hơn rồi. Mấy bước này rồi nhưng còn bước kia cắm nét lên luôn đi đẹp. Dạ.
Giáp vàng rồi đấy. Giáp vàng 4 số 9. Cắm đen lên đẹp lắm. Dạ. Quá đỉnh. Cả nguyên tấm đồng nha. Nguyên cả tấm đồng này không chạm tay chạm nổi ạ. Xong là giáp vàng, kem nó giáp rồi. Và nó đang giáp cho khách. Dạ. Mấy thứ nhỏ nhỏ nó đang giáp. Nó mới hoàn thiện. Bước công để vàng các này nó làm hết. Kể cả nhà cháu mà có cái gì thì cháu cứ trên gỗ hoặc là ở bất kỳ chỗ nào muốn dát vàng. Vàng rẻ tiền thì nó là vàng công nghiệp, còn vàng đắt tiền thì nó là vàng ta này. Dạ. Vàng 4 số 9 này. Nấu chảy ra rồi mình dát lên. Nó đến dạ. Nó dát luôn. Dạ. Bé bé nhỏ nhỏ mang đến đây có kiểm định vàng. Dạ. Bé bé thì mang đến đây, còn đâu nếu to thì mang đến ăn nó đến nhà đó. Vậy là trên lầu mình cũng còn hả con? Nhiều. Giống như đi gì không hay là khác nữa? Không. Trên lầu có gì để kho, để nguyên trong thùng. À, để trong thùng. Vậy là mẫu thì nó giống như vậy? Mẫu thì nó dưới này có cái gì ở trên lầu có ấy đấy. À. Nó kho ở trên. Dạ. Yeah. Hôm bữa ông nội con mua giống như vậy, nguyên cái thờ bộ đó đó. Ở trên Tây Ninh đó. Ta làm bằng đồng chứ không có giáp vàng. Mua tận Tây Ninh đi. Dạ, tận Tây Ninh trở về. Cửa hàng đấy chỉ là cửa hàng bán lại thôi. Dạ. Nhà cô nhà sản xuất. Tại vì làm nguyên cái bảng đó dài xuống luôn. Nó không phải là cắt ra như vậy. Nó nguyên cái bảng dài xuống luôn á. Cái bức này là có hai cái câu đối của nó hai bên nhá. Dạ. Câu đối. Dạ. Câu đối nó cong cong giống kia kìa. Nhưng mà nó là màu này, nó dài theo cái cỡ này. Còn cái câu đối này của bên này. Dạ. Nó tùy từng bộ. Cái này nó lại đi theo cái cỡ ban thờ nhà cháu. Dạ. Nhà cô ở nhà sản xuất thì nó đa dạng. Đây này khách đạt rồi. Dạ. Cô nó sai kiểu gì nhà cô cũng có. Tranh trong tất cả tranh đây mỗi bước một mẫu khác nhau. Dạ, cái này chỉ che bằng gõ ngoài nè. Mặt trống chưa hoàn thiện. Mặt trống hoa sen nhưng hoàn thiện. Cái này xong mình có giác vàng không hay là bình thường con? Trống vàng đấy. Vàng, tất cả vàng. Dạ. Nhưng mà chưa hoàn thiện, nó chưa treo. Dạ. Chắc nữa có đèn giống cái kia đó con. Không. Cái này đánh lên, cái này là sơn mi u. Cái này khu gỗ gỗ á. Dạ. Đây ai, mộ này. Danh nò này. Quá đẹp. Có đèn nét nha. Dạ. Trên kia còn mấy bộ khách đặt rồi, cô úp hết vào đây, cô không kinh mày lắm. Dạ, dạ. Khách đặt rồi, là đến ngày nào họ đấy. Đây, thằng này nó rất là. Dạ. Dạ, đẹp. Và giới thiệu giúp cô nhé. Dạ. Cô tên gì con? Hồi nãy chú có nói chú tên là... Cô tên là Vinh. Cô tên Vinh. Nhưng mà tất cả số liên lạc à, trên mạng có thấy, trên mạng có thấy. Tất cả số dạ. Liên lạc mấy con trai dạ, dạ. Nhà cô này. Dạ, dạ. Thôi vậy con cảm ơn cô, con về cô ơi. Ai trễ rồi. Con dạ. Không biết dùng điện thoại. Dạ dạ. Cứ cùng bụng. Thôi cảm ơn cô nghe. Dạ. Chúc cô cũng mua vàng bán đất rồi con. Dạ dạ dạ. Của anh đấy. Dạ. Cái đó có anh đó. Rồi. Cái này dán keo mà anh đi. Dán keo. Dán vào, dán chằng vào. Giờ em được nước luôn. Em nhìn anh quên. Từ nước anh vào em còn nước bẩn. Hả? Không. Anh ở trên mạng rất là nhiều. À thế ạ. Cạo cái râu đi. Anh nhớ anh quay ở Phong Điền á. Có gì Phong Điền thì nói chung thì có nhiều cái điểm du lịch lắm, luôn chổng chơi. Tại vì cái vùng này biệt thự biệt phủ Trúc Bình Mai á. À. Có biệt thự của chồng phủ có vô chưa? Em nội thất cho bác Bắc Bình đấy. Cả mấy chùa trong đấy em nội thất hết. Yeah.
còn kẹt sau đấy cái thùng ấy. Thôi để anh bên